hai vụ trước là mình không có thuốc, là toàn phải đi bắt tay thôi các bạn. Bắt tay thì mất rất nhiều thời gian, ngày nào các bạn ấy cũng phải đi bắt tay. Nhưng mà đến bây giờ là có thuốc phun vào cái là không còn thấy con sâu nữa, toàn bộ sâu đất nó chết hết. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tô Lê Phong Cuộc Sống Châu Phi. Sáng nay thì là mình xuống cũng hơi muộn đấy các bạn, vì mình còn đi sửa xe máy nữa. Một tuần vừa rồi là mình có bận một chút việc lên thành phố, hôm nay mới xuống đây thì các bạn ở trong trang trại là mình nhìn qua vườn là nhìn các bạn đã cuốc hết xong, dọn hết xong ngô rồi các bạn. Khu dưới kia ngô cũng thu hoạch rồi, và cái vườn hành bên kia cũng vậy, là các bạn ấy cũng dọn rất là sạch đấy các bạn. Cũng hai quy này hướng dẫn các bạn ấy trồng một ít xà lách ở kia, trồng hết rồi các bạn. Nhìn qua là vườn rất là đẹp rồi. Còn ở trên này giờ này là các bạn đang nấu ăn cơm trưa đấy các bạn. Đang nấu ăn cơm trưa. SDK. Paisi để sa vivu si come bang ấy. Các bạn ấy đang tập trung vào chuẩn bị ăn cơm trưa nên tranh thủ là đang tách ngô đấy các bạn. Ngô là thu hoạch là toàn bộ trong trang trại được từng đây đấy các bạn. Chỗ này mấy phần trên sân kia nữa. Hôm nay thời tiết là sáng nay là bắt đầu có mưa phùn nữa các bạn. Từ hôm mình lên trên thủ đô ấy là ở đây là thời tiết đều có nắng, không có mưa đâu các bạn. Mưa được một trận thì trên đồi kia là khả năng là ngô là các bạn lêu đoạn bảo là không biết làm sao chết đấy các bạn. Thì là mình nghĩ là do thời tiết nó khô thôi. Thì là mình cũng đã bảo bạn nó dặm lại ngày hôm nay rồi. Toàn bộ cái phần ngô nếp trồng trên đồi đấy các bạn. Ngô thu hoạch. Ngô này là các bạn phải tách ra xong rồi đánh sạch cái vảy này, cái vỏ nó đi, đánh sạch cái vỏ đi xong các bạn ấy, mình sẽ mang nghiền để các bạn ấy ăn. Nghiền làm phun nữa các bạn. Ở đây trong trang trại là riêng trồng ngô Angola là mình để cho các bạn ấy ăn thôi các bạn, chứ không bán. Cái ngô này là không có bán đâu các bạn. Abakati, ok. Dạ. Tí đào bánh para tiêu à. Để xem là à la đủ lên xin mà. Sì, tu lu fare fuba, come? Dentro casa de sa cimenti, essi cascago ora. Sì. Amanhã peço planta atrás. Sì, atrás da mohe. Seca mohe bue. Angolano. Ngô bắp là nó to nhỉ các bạn. Bắp to mà lõi nhỏ lắm nhé các bạn nhé. Lõi nhỏ không to. Lõi nhỏ như này ngô được nhiều ngô nó mới rôi. Sáng nay là các bạn ấy thu hoạch bơ trong vườn đấy các bạn. Bơ quả to nhỉ đây các bạn. Bơ là cái cây này các bạn thu hoạch trên đỉnh đồi đấy các bạn. Cái này bơ các bạn ấy để ăn dần thôi. Để ăn dần đấy các bạn. Sì. Caravão, S canh đa. Còn đây là bao than các bạn ạ. Bao than, chắc là các bạn ấy làm ở đây có trong bếp này các bạn rội nước vào. Còn chỗ này là hành hai quy là hướng dẫn các bạn ấy treo đây các bạn này, nhưng mà mình thấy các bạn ấy bảo là vẫn có củ bị hỏng các bạn. Xem mình kiểm tra lại ha. Do làm sao? Nó do cái lá hành nó thối ra này. Xong nó rõ nước vào cái củ này nó bị hỏng đấy các bạn. Tại vì là nhìn rất mà là có nước ấy các bạn. Là ở trên là củ hành nó bị hỏng. Các bạn ơi sáng nay nấu phun ăn. Cơm trưa ăn cơm phun. Mình vừa ấy đi chợ thì là mua một bao bột ngô đấy các bạn. Trên này còn nhiều ngô này cơ mà. Esse abriu, abriu, abriu ele seca, não molha. Sim. Esse vira,
Virasing Iniseka on tành tành su về. Hành cũng nhiều củ bị hỏng lắm các bạn ạ. Nó do buộc vào như này, túm mà như này là bị hỏng này. Tại ra. Asi santai. Ata de no kuba dua zo kota turu. Kota kok dari entu kaza. Cứ đêm đến là có xương đấy các bạn, xương nó dày các bạn, để đây là nó hỏng hành. Phơi qua nó khô là chiều bạn Sandra là cắt xong cất trong nhà đấy các bạn. Bao phun bây giờ mình mua là 15.800 đây các bạn. 15.800 là tầm 300-400 nghìn tiền Việt thì phải các bạn. Hành đây là các bạn phơi đây. Phơi dưới bóng râm đây các bạn. Phơi như thế này thì là nó mới không hỏng. Santra ơi. Tên xô nụ á dưới áp riêu á sinh. Áp riêu á sinh á, để xa sinh bệt đế. Á ta được quạt đá đen trù ca à dạ. Nhiều củ bị hỏng đấy các bạn. Hôm nay mình về mình kiểm tra đây, kiểm tra xem có củ nó hỏng phải bỏ ra ngay không, là nó sẽ thối lia, nó có nước là nó làm ổng củ khác đấy các bạn. Này, những củ hành mà mình bỏ đi như này là những củ hành nó bị hỏng đấy các bạn, nó bị thối rồi. Những củ này mà không bỏ đi là nó sẽ lên củ khác này. Bẹt đê út trù á, về mà bẹt đê, đẹp bôi bẹt đê út trù. Cứ một củ hỏng mà không bỏ đi cái là nó sẽ bị 2-3 củ đấy các bạn. Này phải tải ra mới biết được. Củ là hỏng phát thì mình bỏ ra luôn. Nó sẽ không bị hỏng những củ khác đâu các bạn. Này mà mình không kiểm tra là hỏng rất là nhiều. Kiểm tra thì phải hướng dẫn các bạn đấy. Hành đợt này là mình không bán ngay là vì lý do là hành nó quá rẻ đấy các bạn. Hành rẻ như vậy thì bán như kiểu là vừa bán vừa cho đấy các bạn. Nên là mình giữ lại để các bạn còn có hành để ăn. Sau này mà hành mà nó được giá thì mình mới bán. Nên những cái củ mà nó hỏng thì trong nó vẫn còn dùng được đấy các bạn. Nhưng mà củ này nó cứ nước nó trào vào là nó sẽ hỏng. Ở đây thì là mình thấy ngày hôm nay thời tiết là không có nắng lắm đâu. Là mình tí mình rải ra sân mình phơi. Phơi vào tầm 2 giờ chiều. Phơi một tí vào buổi chiều thôi. Xong rồi cất trong nhà nó sẽ không bị thối như này nữa. Tại vì là cái lá, mình thấy cái lá hành này. Nó lủng từ cái lá hành này. Lá hành nó chảy nước ra là nó sẽ hỏng củ. Một củ hành nhưng mà cái phần này là nó vẫn còn ok này các bạn. Cũng có rất là nhiều khán giả lại comment là hành thì bán hết đi để làm gì. Để sẽ không giữ được và nó sẽ hỏng đấy các bạn. Leo ơi. Mình đang gọi bạn Leo ra để giao việc cho bạn ấy. Chỗ hành trong nhà nữa là mình gọi bạn kiểm tra xong cho người phơi ra chỗ này lo, chỗ này lợ. Không ốm này. Chỗ này lợ ốm này các bạn. Thì bạn ấy phơi đây này. Phơi ở góc này sân này được, tại vì nó có cái bụi tre. Chuối các bạn ra hái ở đâu. Các bạn ấy chặt ở vườn bên kia rồi. Chuối này là bạn chặt vườn bên kia. Ata đu da uma pezzo. Vira cebola. Vira cebola. Tira de que? Ai pode deixar? Vê esse noto bom tira só. Porque eu vejo lá em cima foi nhà giá xe ca porque ontem muito sono. Hiện tại thì là chỗ hành này là bạn ấy sẽ phải bỏ SC. Nâu để xa để lên bay xù để lô la.
Về xin nó tôi bông click can tì mùa hè á. S xì cuộc đa lanh xì mà kì. Mà đa bét xô cuộc đa lanh xì mà kì. Cuộc đa để la đù à kì. Để như này là sẽ bị hỏng đấy các bạn. Để trên cái bóng này sẽ bị hỏng. Tì ra để xa xong ở kia. Để loại thì màn đá peso hoặc đá đen truca ra. Hành chỗ này là không biết là hỏng bao nhiêu củ, mình đếm qua nhé các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27 củ. 27 củ là bị hỏng các bạn. Chỗ này là phải được một cái cây, hai cây xà đấy các bạn. S Tiranola bán tiền đấy. Sinh Tiranola S cuộc đa xong. Phơi qua nó khô đi, xong rồi là chiều mình sẽ cất trong nhà là sẽ không phơi nữa. Để lâu lâu sẽ phơi cuối đa đùa. Để vào ga xô, em đi đẹp đệ. Ok, áp đi. Chỗ này là nắng nó không ván đây, nó chỉ râm râm đấy các bạn. Thì phơi hành như vậy là chắc là ok đấy. Phơi ra như thế để trên cái túi bóng nó nóng là nó không thoát được cái nước nước mà nó cái quả cái củ nào mà nó hỏng đấy các bạn. Nước mà cái củ nào mà bị nước nó chảy ra mà nó liên quan đến củ khác nữa, hỏng một củ lại còn hai củ nữa là nó bị kẹp theo đấy. Vâng, kia đa Trabanya. Mình đi ra vườn các bạn nhé. Đi ra vườn là thăm qua vườn luôn. Và cũng giao nhiệm vụ cho bạn Lêu là buổi chiều là bạn ấy để cho các bạn làm việc. Các bạn lấu xong hết rồi các bạn. Ai giá cà va thì Ata được bán tá pha xíu á. Xà lách hôm vừa rồi là hai quy là cũng đã hướng dẫn các bạn ấy trồng mấy luống dưới kia rồi. Thì bây giờ các bạn chỉ cần tự cúc luống được là các bạn sẽ trồng thôi. Tự trồng thôi. Đây mình chỉ xem trồng. Escante du Esi á. Này. Đôi này. Tres cante du Esi á. Tira Esi. Tira Esi Turu. Hàng ca. Hoặc đa để bôi pranta u tu si tu. Eu quero pranta la đuôi. E la đu lãnh ba su tênh u mà căn tay đu nôi. La đu để com hiu. Es si tira es si pranta la đu hiu. Lãnh ba su để agua nô. Es si cava com kè. Pode arrancar sim o cava. Ah sim é. Để bôi pranta ta. Aqui falar pessoa cava oi gì. Pranta oi gì? Cava canteiro, pranta canteiro. Đi đi peso, peso. Tira cebola. Ele controla, ele vira. Esse mundo é muito sono. Pode deixar fora. Controla bem. Aquela que está na cozinha? Sim. Ok. Còn ở chỗ này là mình sẽ trồng lốt. Sim. Só. Lá do i, na do dentro casa. Tira fora tudo. Seca, bet de data. De loi thì quốc đa. Vẫn tên đấy. Lanh sim de cozinha tira tudo. Seca fora. Aqui. Esse. 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 Pode tira. Esse tira. Tira so de sa đôi căn tay đuôi để cimenti tá bom. Một. Hai. Esse de sa. S để sang cà va. Chỗ này là mình trồng rau má là bắt đầu lên rồi các bạn này. Rau má bắt đầu lên rồi. Rau má mới rau răm đây các bạn. Trồng được 2 tháng là bắt đầu lên đẹp rồi. Chỗ này là các bạn ấy sẽ cuốc lại luống. Đây là sẽ trồng toàn bộ. Phần bên này là chỉ có xà lách thôi. Xà lách là a kia. Tu đu kia a kia. A kia. A kia. A kia.
đây xà lách đây các bạn. À, mình đi lên trên thủ đô một tuần thôi mà về là xà lách đã to này rồi. Bắt đầu có sâu ăn rồi các bạn này. Bắt đầu có sâu ăn rồi. Tira planta aqui. No acabo. Fazer dois cantei duas. Na do que? Tudo aí planta. Na do que planta? A fácil. Sube o meio do mundo grande. Chỗ này là các bạn ấy cuốc là buổi hôm nay là xong rồi đấy các bạn. Chỗ này là toàn bộ cuốc hết đấy các bạn. Rất là rộng. Chỗ rìa này mình sẽ trồng hai luống xà lách ở trên này. Aqui là leo rồi. Aqui, aqui. Aqui mesmo já vai chegar. Com aqueles pequenos. Vai chegar o alface. Sim. Tại vì là chỗ kia là đang trồng như vậy là đang rất là nhiều giống thì mình sẽ trồng cái đây. À, giống này là mình cầm ở nhà sang thì đến ngày hôm nay thì đã có rất là nhiều giống đấy các bạn. Select năm nay là các bạn ấy trồng cứ khoảng tầm một năm là không nghĩ đến cái việc là hết giống được mà có rất là nhiều giống. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới lại để thăm ngô các bạn. Sau một tuần nó phát triển như nào rồi. Vai ver menu á. Não, já tem de manhã já assim tá bom, de noite ainda tem mais. Bem bocado. Assim já tá bom. Select đây các bạn. Select là hai quy là hướng dẫn các bạn ấy trồng là không bị lấp ngọn đâu. Như này là ok rồi. Các bạn ấy nhè là biết trồng bây giờ chiều đến là các bạn cuốc đất kia là các bạn ấy tự trồng thôi. Các bạn ấy có thể là trồng được rồi. Còn bên này là SDK. Senora. Senora. Củ to này các bạn nhé. Aqui, aqui. Patata da grande. Entra aqui về. Wow. Da grande. Củ đã to nhỉ các bạn, rất là nhanh. Đây như nó có xương muối hay giòm sao đây các bạn. Do xương muối hay giòm sao mà nó trắng trắng này. Esse foi nhà bệt đê bụng. 3 meses. Da 3 meses. Ainda no 3 meses. Esse ele sube, ele cresce mais grande, rápido. Cà rốt là bây giờ mà có mưa khoảng tầm 3 trận mưa thôi là cà rốt phát triển rất là nhanh nha các bạn. Đầu mùa mưa thì là cà rốt vẫn chưa có. Mình có thể là mình bán được. Còn trên này là cũng bắt đầu là trồng xà lách đấy các bạn. Xà lách thì bán cứ 100 quan một cây đấy các bạn. Các bạn ấy trồng. Này trồng hơi dày rồi. Esse cantei do ganhar dois linhas só. Só duas. Se você já vê uma lá do grande assim. Naquele dia não falei, né? Aqui uma, aqui uma. Aqui ele vai fora assim. Assim ele fecha a vala, depois entra como. Chỗ này là bạn ấy trồng ra ngoài quá này các bạn này. Sau này cây xà lách nó rất là to. Nó to thì nó sẽ bị lấp hết những cái rãnh này là sau này không đi vào được đấy các bạn này. Sim. Sim. Đi peso. Đi peso, đi peso, peso cava, peso fazer canteiro. Depois peso fazer canteiro já, aí tá bem. Peso vai tirar planta, planta regar água. Depois uma peso vi que regar aqui lot manso, depois voltar planta. Sim. Ok. Còn cà giống ấy các bạn. Cà giống các bạn ấy để đây rồi. Xiên để đây khô xong mình sẽ gieo các bạn nhé. Mình bạn leo vô ta come. Bạn nêu là bạn ấy quay trở lại kia để ăn cùng các bạn các bạn. Bây giờ là vào buổi trưa. Cũng có rất là nhiều khán giả này. Lại comment này. Là mình phải bán hết hành đi nhưng mà bây giờ thời điểm này hành nó nhiều các bạn nên là không bán được, nó rẻ quá mình không muốn bán. Còn bên này là ngô đấy các bạn, ngô là mình mua được thuốc và phun, bây giờ ngô lá đẹp như này các bạn, năm nay là mới có thuốc để phun đấy các bạn. Hai vụ trước là mình không có thuốc là toàn phải đi bắt tay đấy các bạn, bắt tay thì mất rất nhiều thời gian, ngày nào các bạn ấy cũng phải đi bắt tay, nhưng mà đến bây giờ là có thuốc phun vào cái là
không còn thấy con sâu nữa, toàn bộ sâu đất nó chết hết. Lên đẹp này rồi các bạn. Còn củ đậu đến ngày hôm nay không biết là củ to chưa các bạn. Mình bới thử ra xem nào. Xem củ to chưa các bạn nhé. Củ vẫn không ba đầu tay thôi. Củ này củ dài rồi, không tròn. Củ dài. Ok. Như vậy là chỗ này là phải đợi mưa xuống thì phải đợi mưa xuống thì củ đậu mới phát triển được các bạn. Chỗ này là các bạn ấy thu hoạch xong và cũng đã dọn hết rồi các bạn, nhưng mà chưa cuốc lên. Ngày mai các bạn cuốc lên là đẹp. Chỗ này là mình dự tính là trồng đỗ đây các bạn. Trồng đỗ Angola, đỗ thì bán cũng rất là đắt các bạn. Trên thị trường ấy, vào mùa mưa như thế này là từ 2.200 đến 2.000 một cân, cân đỗ này đấy các bạn. Còn về mùa mưa ấy, là nhiều đỗ ấy, thì khoảng tầm 1.500 đến 1.700 một cân đấy các bạn. Đỗ thì mình mua ở kia rồi, mua để sẵn đấy rồi. Còn bây giờ mình sẽ ra thăm cái khu ngoài này, thăm khu ngoài này để xem nào. Từ hôm mà mình trồng mía đến giờ là mía lên được chưa? Wow. Mía lên to đấy các bạn. Nhưng mà nó không được đào lắm đâu các bạn. Mía lên to rồi. Cái này mình sẽ để cho các bạn lấp đất là vừa rồi. Ngày mai lấp đất rồi thôi các bạn. Bây giờ như này là các bạn cứ lấp lên như này. Không lấp kín mà lấp ít một vào thôi để cho nó lên, nó lên xong rồi lại lấp sau. Bây giờ là chuẩn bị có mưa rồi. Chuẩn bị có mưa nên là mía nó sẽ lên tốt đây các bạn. Chỗ này là mía đen. Chỗ này là mình thấy đất ở dưới là nó rất là ẩm như các bạn nhé. Sau này đất ẩm như này thì mía nó sẽ không bị rắn. Nếu mà đất khô quá là mía nó rắn, rắn như đá ăn. Như vậy thì là ăn rất là khó ăn. Các bạn lấp một ít vào như này thôi. Lấp để cho nó kín đi, cho nó ẩm dễ nó đâm ra nó lên khỏe. Mía thì không có sâu bệnh nó ăn được. Ở đây châu chấu nó có nhưng mà nó không ăn nó mía đâu các bạn. Trên này vườn ngô đây các bạn. Mấy hôm vừa rồi mình đi lên thủ đô là cái ruộng này là khô đấy các bạn, không có mưa. Không có mưa lên nhà là cũng đẹp đấy các bạn. Cái này là ok rồi. Còn khu vực trên kia các bạn, ngô là các bạn ấy báo mình là bạn nêu bảo là ngô nó bị chết hết này, là do thời tiết nó nắng. Do thời tiết nó nắng nên là nó bị chết. Sáng nay mình bảo bạn nêu là để cho các bạn nên dặm lại cái ngô trên kia. Toàn bộ khu trên kia, toàn bộ khu trên kia đấy các bạn. Khi mà dặm như vậy ấy, là các bạn ấy sau này nó lên thì các bạn ấy đi phát cỏ một lần nữa. Vột ta đây kìa, củ cải. Bây giờ mình sẽ đi về đằng củ cải. Năm nay thời tiết là không có mưa các bạn ạ. Mưa muộn hơn mọi năm. Thì nếu mà đang tình hình như này mà mưa mà muộn hơn ấy, là nó sẽ mưa nhiều hơn. Như mọi năm ấy, là khi mà trồng rau ấy, là tầm này mà mưa là một trận là nó mưa liên tục đấy các bạn, cứ một tuần mưa một trận thì là mình trồng củ cải thì nó lên đẹp hơn. Nhưng mà năm nay thời tiết nó hanh quá đấy các bạn. Các bạn ấy có tưới một ngày một lần thôi nhưng mà củ cải nó thời tiết nó hanh, nó nóng là củ cải nó không lên được đâu các bạn. Hôm nay mình một tuần đi thủ đô là quay trở lại với trang trại thì mình thấy trang trại các bạn làm cũng rất là đẹp đây các bạn. Toàn bộ là cuốc sẵn lên rồi, giờ chỉ đợi mưa là trồng thôi. Còn là chỗ này thì mình cũng chưa biết là trồng cái gì vào đây. Mảnh đất này cũng rộng đấy các bạn. Còn ở trên kia ruộng hành các bạn dọn cỏ hết rồi. Hành thì là mình không có bán mà để đấy. Đợi thời gian nữa mà hành nó đắt thì là mình sẽ
bán, còn cũng có rất nhiều khán giả để lại comment là hướng dẫn mình là phải buộc lên và treo lên. Thì hai quy cũng đã làm như vậy rồi các bạn, hai quy cũng đã làm rồi. Còn trong nhà thì mình đã làm dàn và giải hành ra mỏng một lớp thôi. Và hành thì là các bạn ấy, mình không có đây là các bạn chỉ giải thôi, là không có lật lên, là cũng mình thấy là cũng có một số củ là nó bị hỏng, thì là một số củ đấy là phải bỏ đi ngay, không được để đấy. Để đấy thì nó sẽ chạm vào những củ khác, cái nước của nó đấy các bạn, nó chạm vào thì nó sẽ ảnh hưởng đến hành. Nên là các bạn ấy hôm nay mình giao cho các bạn ấy một người là đi lật hành và sẽ bỏ ra ngoài chỗ dâm để phơi, phơi mà nó khô rồi thì mình lại phải cắt gọn, cắt cái lá đi để cho nó gọn gàng, và xong mình lại để trên dàn. Trong dàn thì vẫn còn một khoảng trống rất là rộng để cho các bạn ấy để hành, rất rất là ok đấy các bạn. Công việc của bạn nêu chiều nay là sẽ trồng xà lách thôi các bạn, tại vì là buổi chiều tối đến là bắt đầu là có sương. Bây giờ thời tiết này nó chỉ lắng vào từ 12 giờ đấy các bạn, 12 giờ mới có lắng một tí, khoảng tầm 3 giờ chiều lại dâm rồi. Chỗ này là mình năm nay mình trồng có được một ít thôi các bạn. Ở đây cà rốt này các bạn ạ, là hôm vừa rồi là các bạn đã trồng, là các bạn bỏ từng hạt một các bạn nhé, bỏ từng hạt một, nhưng mà có chỗ nó vẫn, các bạn vẫn bỏ hai ba hạt ấy, thì là mình cũng đã tỉa rồi, thì là thấy cà rốt là phát triển cũng rất là tốt. Nhưng mà mình trồng như này thì là trồng bỏ từng hạt hạt một ấy, là mất rất là nhiều thời gian, mất rất là nhiều thời gian. Thì sau này là mình sẽ gieo cho vào cái, cho hạt vào chai và sẽ rắc bằng hạt, sau này tỉa thì nó mới nhanh hơn. Chứ mình trồng như này là nhiều chỗ là nó bị chết đấy các bạn, tại vì là nó thời tiết nó không có mưa, thời tiết lại có nắng đấy các bạn, nên là trồng mà mình tưới chỗ nào nó không ẩm đấy là nó sẽ bị chết, không lên được. Còn chỗ nào mà lên được ấy, là cây lên phát triển rất là đẹp, và củ thì mình thấy củ to rồi, củ to đấy các bạn. Còn dưới này đấy các bạn, hành tây đây, hành tây ở chỗ này bắt đầu vẫn có đây các bạn, vẫn có ấy. Vẫn có hành tây đây các bạn. Còn chỗ này là mướp đây các bạn ơi, chỗ này là mướp quả to này các bạn, là Angola là không có ăn đâu các bạn, các bạn Angola là không ăn. Kia hai quả đen to, nhưng ở đây thì mình thấy trồng mướp là không có con gì nó châm cả, hay là nó có nhiều cái thứ khác là nó không châm. Những quả mướp này, mướp quả như này là ngon này. Nào mình phải hướng dẫn các bạn ở châu Phi các bạn ấy biết ăn mướp. Dàn này bắt đầu là, dàn trên này bắt đầu là mướp bắt đầu phát triển rồi, sau này nó sẽ lan kín hết cả khu này đấy các bạn. Đỗ mình bắt đầu thấy đỗ bắt đầu lên rồi các bạn. Ok, còn bây giờ mình quay trở lại kia xem các bạn ấy ăn xong chưa. Chỗ này của mình là xà lách vẫn còn giống như bạn nhé. Chiều nay là để bạn nêu là bạn ấy cắt gọn vào và mang phơi. Đợt này mình để khoảng tầm 5-60 cây thôi, nên là đang trong nhà kia khoảng tính khoảng lửa, phải lửa cân hạt đấy các bạn, lửa cân hạt. Nếu mà cắt hết toàn bộ chỗ này mà mang phơi là phải đến nửa cân hạt, hạt rau diếp, nên số lượng rất là nhiều các bạn. Các bạn cứ trồng thoải mái, sợ không chăm được thôi đấy các bạn, trồng nhiều quá là không chăm được đâu. Mình đi có mấy hôm mà nhìn cây này đã bắt đầu là đâm lọc rồi này các bạn, mùa mưa đâm lọc rồi. Chỗ này các bạn đã trồng hết xà lách. Xà lách bán cũng được giá đấy các bạn. Xà lách mà cứ chăm qua một cây một ngày, mình cứ cầm khoảng tầm 200 cây đi là cũng được khoảng tầm 20.000 các bạn. Đợt trước là mình trồng cái loại xà lách thẳng các bạn, nên là rất là khó bán. Người dân Angola là người ta không biết ăn những cái lá xà lách đấy, rất là lạ với người dân, mà mình cũng rất là khó bán. Có thời điểm mình bán, mới đầu tiên mình bán để người dân người ta ủng hộ mình ấy, người ta mua về ăn ấy, là 7 cây, 6 cây 100 quan. Mà bây giờ xà lách này cứ 100 quan một cây, 5 cây là được 500 quan rồi các bạn.
Mà bán rất là dễ, khoảng tầm 200 cây mà cầm lên là là khách hàng người ta tiêu thụ hết cho mình ngay các bạn. Essi lâu phô gú có petit thì có mê chá. Các bạn ăn nhanh nhé, đi mình đi một vòng vườn mà quay về các bạn ăn xong rồi. Essi tu đù để mi nhu Essi pha nhà Essi quốc đa u mà mon thì để poe tập pa tu đù để coi ra để kể để planta để giá cà ba kia để poe tập pa tu đù la đù. Cái vỏ ngô này mình dặn các bạn nên là không đốt đi, mà sau này mình trồng cây ăn quả đây các bạn này, là mình sẽ phủ ở trên. Cái vỏ ngô này rất là tốt đây các bạn, mình nhìn thấy chỗ nào mà cứ vãi cái vỏ ngô này một đống là cỏ lên rất là xanh. Rồi tudo pessoa, chào mừng, bye bye các bạn nào. Bye bye, bye bye, bye bye, cảm ơn. Bye bye, cảm ơn. Còn bạn này là ngày xưa là làm cho bên nhà Maria các bạn ạ. Còn đây là một số thành viên mới là làm cho trang trại. Một số người là cũng là người nhà của bạn Maria. Còn kia bạn Asusa là bạn của Leo rồi. Nhà bạn ấy làm việc mình thấy là bạn ấy làm rất là tốt đấy các bạn. Còn công việc của bạn ấy thì là hai vợ chồng là đang làm ở đằng sau kia. Hai quy là để dành riêng khu vực để cho hai vợ chồng bạn ấy là tự phát triển. Bạn Leo thì là vừa làm trong công trại vậy, vừa giúp đỡ vợ. Còn thời lượng video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.